Mình chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Kim Minh. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn với tất cả mọi người cùng tham quan cái buổi mà đi mua đồ làm nail cùng với chị Mai Vũ đó, bà đi trước rồi đó. Thì mình sẽ dẫn mọi người đi cho mọi người xem, hơi chói nắng ha. Rồi, cho mọi người xem là mua đồ supply ở bên Mỹ như thế nào ha các bạn. Đây, cái tên tiệm nè mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào tiệm nha. Rồi, bắt đầu vô tiệm đó, bắt đầu hai chị đẹp đang lựa đồ. Cái gì nè. Đó. Màu nhúng hả? Màu này đẹp không? Ồ, đẹp. Nó có lúc thích anh chị không chứ? Lấy nó hồng hồng chút đi. Hồng hồng à. Hồng hồng chút. Hồng hồng. Tiệm rất là nhiều. Ở đây họ có mấy cái mẫu hả các bạn? Mấy cái mẫu mình có thể mình lại đây mình coi cái mẫu mà mình mua về mình làm. Đó, rất là nhiều. Vô đây con, vô đây Henry, vô đây để chú đẩy xe. Trời ơi, thấy hai anh chị, trời ơi, làm quen à, ớn à. Chạy qua tập cầm lên quá rồi, nó đưa qua đây thôi. Cũng vậy đó đi. Hai mọi người, ngày hôm nay là em sẽ nãy giờ lo lựa đồ nè, mua được một đống đồ luôn các bạn. Giờ đang chuẩn bị tính tiền. Và chút nữa hai chị em sẽ đi ăn cả mười và sẽ quay đi ăn như thế nào cho mọi người xem ha. Các bạn thấy không? Lớn quá trời luôn, dài xuống dưới đó luôn. Ở đây cái gì cũng có hết trơn á. Bữa nào á mình sẽ hẹn mọi người là vô trong tiệm này quay tiếp những cái góc khác cho mọi người xem ha. Ok, bây giờ quay luôn đi. Quay giờ quay luôn hả? Ừ. Vậy này chị hỏi mùi này đi qua giúp chị cho chị em. Cái mắt đi đó. Em có loại xong nè. Bà lo nói chuyện đi mà còn gắn quay qua. À đây ạ, đây. Đây con, đây. Đây. Đi ra đây hả? Ra đây làm gì? Ra đây làm gì? Con mua gì ngoài này? Hả? Điện đó. Điện á, điện giật á. Cái tiệm này á là tiệm bán đồ nước sơn rồi tất cả dụng cụ đồ nail á. Các bạn thấy nó lớn hơn bên Việt Nam nhiều không? Quá trời đồ luôn. Cái bàn mà cái người chủ họ sẽ làm thử cho mình xem. Đó. Rồi họ sẽ làm mẫu. Đó, họ sẽ làm mẫu tất cả những cái loại nước sơn hoặc là những cái loại mà keo mới ra hoặc là những sản phẩm nào mới đó, họ sẽ có những cái mẫu thử cho mình xem như vậy nè. Đó, để mình về mình có thể là làm cho khách hoặc là mình bổ sung thêm cho tiệm của mình. Đó. Rất là nhiều. Đây nè, móng giả rồi nè. Rồi cái này là cái màu bóng gì đó, cái màu gì mà chà chà vô đó. Fire hả? Dạ. Dạ, một loại láng á. Đây nè, rất nhiều màu luôn các bạn, nhìn mê lắm, nói thiệt luôn, nếu như mà là chủ tiệm vô đây là một hồi hết túi luôn á. Còn đây là nguyên một cái vàng, đây là máy. Đừng có. Đây là vàng máy. Xong dài xuống dưới đây nữa. Nước sơn. Cái này là hộp xoàn. Rồi hồi nãy em có thấy dĩ họ kim tiến đâu rồi. Đây nè các bạn, đủ loại hộp xoàn luôn. Rồi kim tiến nè, kim tiến hộp lớn hộp nhỏ nè. Cho nên á, nhiều khi á hả, có nhiều người nói là ở bên Việt Nam á, gửi qua, chứ thực chất là các bạn không biết chỗ mua thôi, chứ có chỗ mua nè, là cái gì cũng có, chỉ sợ không có tiền mua thôi. Bây giờ là đang ngồi chờ cho đồ lên xe các bạn. Đó, mua hết bao nhiêu đồ đó các bạn, nguyên một đống luôn, chất hết ở phía chỗ ngồi luôn nè mọi người, chất hết phía chỗ ngồi luôn. Quá trời đồ luôn hả các bạn, theo sao đi con, rớt này hả? Đi theo anh Don đi. Dạ, đi theo anh Don đi. Đi theo anh Don.